Vâng, xin được cảm ơn nữ nghệ sĩ Diva Mỹ Linh. Cảm ơn chị vì sự hiện diện của chị trong sự kiện ngày hôm nay, đặc biệt là trong hoàn cảnh mà cả đất nước chúng ta đang tưng bừng hứng khởi chào đón ngày Tết Độc Lập Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Đây cũng là thời điểm mà xin chia sẻ với quý vị lịch trình lưu diễn của những nghệ sĩ hàng đầu như là chị Mỹ Linh rất là dày, đúng không ạ? Nhưng hôm nay thật sự rất tuyệt vời và vinh dự khi mà chương trình được đón tiếp chị để có mặt tại Quảng Bình. Vậy thì không biết là với một nghệ sĩ đã lưu diễn rất nhiều nơi rồi, thì với mảnh đất xinh đẹp Quảng Bình này, chị Mỹ Linh thử lục lại trí nhớ là mình đã đến đây lưu diễn bao nhiêu lần rồi ạ? Tính cả lần ngày hôm nay, chị còn nhớ không ạ? À, Linh cũng hơi lớn tuổi một chút nên là có nhiều kỷ niệm. Linh nhớ là ngày xưa mỗi một lần đi vào Sài Gòn biểu diễn hay là đi Đà Nẵng á, thì sẽ đi bằng tàu hỏa. Và mỗi lần đi qua cái ga Đồng Hới á, là biết là mình đã đến với Quảng Bình. Nhưng mà thực sự lần đầu tiên để đến với Quảng Bình, biểu diễn thì có nhiều lần lắm, trong các cái cũng phải rất là nhiều lần mà không thể nào mà nhớ hết được. Nhưng mà có một lần mà Linh rất nhớ, đó là lần cả gia đình có đi vào đây nghỉ ngơi khi con của Mỹ Linh còn nhỏ. Và Linh rất là thích cái mảnh đất này, bởi vì nó thứ nhất là dân ở đây rất là hiền nhá, thứ hai là đồ ăn rất là ngon, và thứ ba là họ rất là hiếu khách. Và có một cái điều nữa là cái thời đó mình Linh nhớ là cái khí hậu làm cho mình cảm thấy rất là dễ chịu và rất là nhớ cái Quảng Bình của ngày đấy. Vì người phụ nữ bao giờ mà cái kỷ niệm nào mà gắn với gia đình ấy thì sẽ nhớ nhiều. Và đấy là lần mà Mỹ Linh nhớ nhất về Quảng Bình. Thế xong rồi nhiều năm sau thì có đến thì cũng chỉ là đến biểu diễn thôi. Và lúc đấy là không đi tàu nữa mà là đi máy bay thì nhanh lắm, đi và về. Nhưng mà hôm qua thì Linh đến đây trước, thế nên là được đi tham quan và nhìn cái thấy Quảng Bình bây giờ phát triển quá, rất là khác. Hôm qua được đi tham quan một vòng rất là thích. Là một hình ảnh Quảng Bình có sự thay đổi về diện mạo gần như là hoàn toàn mới so với những năm tháng trước đây khi mà chị Mỹ Linh đến lưu diễn, và đặc biệt là cái kỷ niệm mà chị đi tàu đến đây, đúng không ạ? Thì có thể nói rằng là cảm nhận của chị Mỹ Linh có lẽ cũng là cảm nhận chung của rất nhiều các quý vị, đặc biệt là những người mà chúng ta không sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình, và rất nhiều các quý vị hôm nay đến đây từ rất nhiều các vùng miền khác nhau. Và cũng Việt Anh tin là cũng sẽ nhận thấy cái sự thay đổi rõ rệt như vậy, và chúng ta đến đây và cảm thấy wow, tại sao Quảng Bình của ngày đó và ngày hôm nay đã thay đổi nhiều đến như vậy? Để có lẽ đây là một cái cảm nhận rất là tuyệt vời với cái mảnh đất này, đúng không ạ? Xin cảm ơn chị. Dạ vâng ạ. Thực sự là những cái trải nghiệm mà qua một quãng thời gian dài thì mình thấy nó khác thay đổi rất là nhiều luôn ạ. Từ những lúc là mình đi tàu hỏa này cho đến khi mình đi máy bay, và ngày hôm qua thì chị cũng vừa nhắc lại là mình được tham quan một vòng khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend. Thì không biết là khi mà chị Mỹ Linh đến đây và tham quan một vòng khu đô thị như vậy á, thì chị cảm nhận ra sao và có những ấn tượng thế nào đối với Regal Legend ạ? Mình thì cũng có một cái duyên là được đi hát ở rất là nhiều các cái khu đô thị khác nhau. Và hôm qua đến đây thì thấy có một nét rất là khác, đó là họ xây không quá cao, nên là làm cho cái cảnh quan nó rất là phù hợp với cả bãi biển, làm cho mình cảm thấy rất là thích. Điều thứ hai là cái thiết kế lại hơi kiểu là châu Âu, và họ sử dụng rất là nhiều cái đá với một cái màu cùng màu với màu cát ấy, thì mình thấy rằng là cái thẩm mỹ của người làm thiết kế của những cái khu hôm qua mà mình đến thăm ấy, là người có thẩm mỹ rất là sâu, và mình rất là thích cái điều đó. Với nghệ sĩ mà bao giờ cũng và mình cũng rất là mong rằng cái khu đấy càng ngày nó sẽ sớm đưa vào hoạt động để sẽ đưa cả gia đình trở lại đây. Và chắc chắn, vâng ạ, một trăm ngón tay cho những cái cảm nhận vừa rồi của chị Mỹ Linh. Và em nghĩ rằng là trong một tương lai không xa nữa đâu, khi mà chị lại có một cái lịch hẹn với Quảng Bình, khi mà quay lại đây thì chị đến với Regal Legend chắc chắn lại là một cái cảm giác ngỡ ngàng nữa, khi mà hiện tại vẫn đang là một cái dự án đang được thi công với một tốc độ thần tốc, nhưng khi đã đi vào hoạt động đúng với mong muốn của chị thì em hy vọng đó sẽ là một cái nơi để chúng ta có thể tận hưởng những cái giây phút nghỉ dưỡng trọn vẹn và ý nghĩa nhất bên cạnh những người thân trong gia đình của mình. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chị. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Mỹ Linh, bởi vì những cái lời khen rất là khó khăn dành cho hôm qua chắc chắn là chị đã đến với Boutique Hotel thuộc dòng sản phẩm là Regal Collection, mang thương hiệu Regal Homes của đất xanh miền Trung rồi. Còn bây giờ thì chắc chắn là quý vị phía dưới, chắc chắn là những trái tim yêu âm nhạc như vậy sẽ vẫn muốn nghe thêm những ca khúc do chị Mỹ Linh thể hiện, đúng không ạ? Thì xin phép được mời chị có thể dành tặng thêm nhiều bài hát hơn nữa, được không ạ? Xin cảm ơn chị rất nhiều. Chúng tôi xin được nhận sân khấu lại cho phần trình diễn của nữ ca sĩ Diva Mỹ Linh. Và Linh
thấy rằng là chỉ có mấy chục năm thôi. Khi mà lần đầu tiên đến đây và mới có một cái resort đầu tiên của Quảng Bình thì đến bây giờ là nó đã phát triển rất là nhiều. Và mình nghĩ rằng là giống như là đất nước mình thì đang phát triển kinh tế biển và du lịch là một ngành rất là mũi nhọn, thì cái việc mà các tỉnh miền Trung sẽ trở thành cái dần dần rồi sẽ giải quyết được rất là nhiều công ăn việc làm, dân sẽ giàu lên và mọi người sẽ có đỡ vất vả hơn, thì các cái tỉnh miền Trung ngày xưa là nghèo nhất, khổ nhất thì sẽ dần dần trở nên là dẫn đầu kinh tế của cả nước, khi mà Hà Nội và Sài Gòn càng ngày sẽ càng nó nhỏ lại vì không còn cơ hội nhiều nữa. Thì Linh tin rằng là đây là một nơi rất là hứa hẹn của nhiều năm tới. Và Linh cũng nghe là có nhiều nghệ sĩ cũng đã bắt đầu có cái nhạy bén để đầu tư ở những cái tỉnh miền Trung này. Linh mong là thôi bao giờ con cái nó học xong để còn mình có cơ hội mình có thể đầu tư được ở đây. Và mong rằng là ngày hôm nay mọi người đến đây chắc là cũng là đến để tìm cái cơ hội đầu tư cho mình, cũng sẽ tìm thấy những sản phẩm nó phù hợp với quý vị và nó sẽ giúp quý vị hạnh phúc và thịnh vượng hơn. Và bây giờ thì trở lại với chương trình, thì Mỹ Linh được hát 4 bài cơ trong chương trình ngày hôm nay. Và 2 bài hát tiếp theo sẽ là một bài hát vui có tên gọi là Chuyện Tình, cũng là sáng tác của anh Quân và lời của nhạc sĩ Dương Thụ. Và bài hát cuối cùng sẽ là One Moment in Time. Và xin mời quý vị hãy each day I need, I want to be a doll to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. Every game to taste the sweet and face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remained. I want one moment in time when I'm born. Thank you.
Chỉ trong vòng khoảng 3 giây nữa thôi để lắng nghe những tiếng vỗ tay của tất cả những người luôn yêu mến Mỹ Linh. Và xin cảm ơn chị rất nhiều khi có mặt tại Quảng Bình và trong sự kiện đặc biệt cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Và xin một lần nữa cảm ơn chị.